another, others, the other, the others là ngữ pháp thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi cũng như trong giao tiếp hàng ngày và thường xuyên gây hoang mang, nhầm lẫn. Ngày hôm nay, hãy cùng Miss Sao Giao Tiếp khám phá trừ điểm ngữ pháp này nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với từ another. Một cái khác, một bên khác, một người khác. Theo sau nó sẽ là danh từ đếm được số ít và không được xác định cụ thể. Ví dụ, thấy bạn uống hết một cốc nước rồi, người phục vụ hỏi bạn, would you like another drink? Bạn có muốn một ly nữa không? Từ số 2, others. Những cái khác. Theo sau nó sẽ là danh từ không đếm được hoặc là đếm được nhưng mà phải ở dãy số nhiều và danh từ này cũng không được xác định cụ thể. Mình có ví dụ như sau, this pen runs out of ink. Please give me others. Cây viết này hết mực rồi, phiền bạn đưa cho mình những cây khác nhé. Từ số 3, the other, cái còn lại. Ý ở đây chỉ là cái còn lại duy nhất. Vì thế nên theo sau nó sẽ là danh từ đếm được số ít. Và một lưu ý nữa là vì có từ the ở phía trước nên theo sau chắc chắn sẽ là danh từ đã xác định cụ thể rồi. Tức là khi bạn nhắc đến vật đó thì người nghe đã biết được bạn đang nói đến thứ nào rồi. Ví dụ, I found one earring. Do you know where the other one is? Tôi tìm được một chiếc bông tai rồi. Bạn có biết cái còn lại ở đâu không? Và từ cuối cùng, the others, những cái còn lại. Lưu ý là the others sẽ bằng với the other cộng với lại danh từ số nhiều. Ví dụ, I have four pens. One is red and the others are blue. Tôi có bốn cây bút, một cây màu đỏ và những cây còn lại màu xanh. Áp dụng công thức ở trên thì chúng ta hoàn toàn có thể viết lại câu này như sau. I have four pens, one is red and the other pens are blue. Nhờ thì another, others, the other và the others đã trở nên dễ hiểu và dễ sử dụng hơn rồi đúng không nào? Cảm ơn bạn đã xem video này và hãy cùng Miss Sao Giao Tiếp đón chờ các video tiếp theo nhé! Miss Hoa Giao Tiếp, tiếng Anh là chuyện nhỏ.